Ngày 11 tháng 5, Công an quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, phối hợp Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị chức năng liên quan điều tra vụ án mạng hai người chết xảy ra tại căn nhà trên đường Trần Phú, phường 4, quận 5. Theo nguồn tin của tuổi trẻ online, vụ việc xảy ra vào khuya ngày mùng 10 tháng 5. Nhi phạm gây án là nam thanh niên hơn 30 tuổi sinh sống tại căn nhà trên. Bước đầu cơ quan chức năng xác định thanh niên sát hại hai người phụ nữ này chính là mẹ và dì rụt của mình. Công an đã đưa thanh niên này về trụ sở để điều tra. Công an quận Năm đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố Hồ Chí Minh khám nghiệm hiện trường điều tra vụ án mạng. Tuổi trẻ online tiếp tục cập nhật